Kính thưa đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Kính thưa tất cả các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Thưa toàn thể các đồng chí dự hội nghị. Trước hết, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn trân trọng đến các đồng chí trong Bộ Chính trị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nhất trí giao cho tôi một nhiệm vụ mới ở một vùng đất mới với ít nhiều sự tin tưởng và kỳ vọng. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đã đồng ý tiếp nhận tôi như một người cộng sự, người đồng đội, người đồng chí. Đây là một niềm vui rất lớn dành cho bản thân tôi, cho gia đình tôi và có lẽ cho cả bà con cô bác ở quê hương và những nơi mà tôi đã từng công tác. Niềm vui là lớn, danh dự là có, nhưng cảm xúc lớn nhất trong tôi lúc này là suy nghĩ về trách nhiệm của mình làm thế nào để cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ, trong Thường trực Thành ủy tiếp nối cho được truyền thống anh hùng của quê hương đất cảng, đặc biệt là tiếp nối cho được sự phát triển mạnh mẽ ngoạn mục của thành phố Hải Phòng trong suốt những năm tháng vừa qua. Về bản thân mình, trước các đồng chí lãnh đạo, trước toàn thể các đồng chí, tôi xin hứa sẽ cố gắng hết mình, toàn tâm toàn ý với công việc, khiêm tốn học hỏi để cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng một tập thể lãnh đạo đoàn kết nhất trí, thống nhất hành động vì sự phát triển và bình yên của mảnh đất này. Cũng xin được phép thay mặt cho Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, các đồng chí tham dự hội nghị, chúng tôi xin lãnh hội đầy đủ những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương, lãnh hội những ý kiến rất tình cảm nhưng đầy tâm huyết và trách nhiệm của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí sẽ được cụ thể hóa trong sự lãnh đạo chỉ đạo trong các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, của Ban Thường vụ Thành ủy. Tôi cũng bày tỏ sự mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, chia sẻ cùng tháo gỡ khó khăn với thành phố Hải Phòng. Đây là điều kiện cực kỳ quan trọng để thành phố Hải Phòng tiếp tục có sự phát triển trong thời gian tới. Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.